Thì Vigon, tại sao chúng ta lại đến thành phố toàn cát thế này? Cát bay tới hết cả mắt ta rồi. Các anh chịu khó một chút. Thành phố này có rất nhiều năng lượng giúp em nâng cấp Speaker Girl một cách dễ dàng hơn. Và sau khi nâng cấp xong, với sức mạnh của thành phố này thì Speaker Girl trở lên vô cùng mạnh. Thật vậy ư? Thành phố này có gì mà ghê gớm vậy? Đại ca không thấy thành phố này gần với mặt trời sao? Anh Lắng ở đây sẽ giúp em có thật nhiều năng lượng để nâng cấp Speaker Girl lên. Hơn thế nữa, đây chính là thành phố tâm điểm của đa vũ trụ. Lực hấp dẫn của nó giúp chúng ta mạnh hơn rất nhiều. Ta nghe cũng thấy thuyết phục đấy nhở? Tất nhiên rồi, quái vật máy quay phim. Quái vật máy quay phim. Cái tên này khó đọc quá. Bây giờ ta sẽ đặt tên khác cho ngươi. Hả? Đại ca đặt tên cho em ư? Đại ca đặt tên cho em là gì vậy? Từ nay trở đi, mọi người hãy gọi cậu ấy là Chi-man, cho nó dễ gọi. Chứ quái vật máy quay phim nghe khó đọc thật đấy. Oh yeah, mình tên là Chi-man mọi người nha. Cái tên nghe hay vậy, rất giống với em. Em thích nó. Bây giờ TV Girl hãy đưa Speaker Girl đi nâng cấp đi. Ok đại ca. Bây giờ mọi người và đại ca ở đây hãy canh gác cho em để em nâng cấp Speaker Girl lên. Và nhớ không được làm phiền em nghe chưa. Nếu bị gián đoạn là chúng ta sẽ thất bại và em sẽ bị phá hủy đó. Speaker Girl, chúng ta đi thôi. Mọi người, bây giờ mọi người hãy chia nhau ra canh gác. Nếu thấy bọn Ski Vitoret hãy báo cho chúng ta. Ok đại ca. Đại ca cứ tin tưởng bọn em. Speaker Girl, em hãy tập trung để ta chuẩn bị nâng cấp cho em. Bây giờ em không được nghĩ đến chuyện ở bên ngoài, chỉ tập trung vào nâng cấp thôi. Vâng, thưa chị. Ta bắt đầu tiến hành nâng cấp đây. Trận chiến hôm qua chúng ta thắng bọn cá đang siêu vũ khí là nhờ anh Speakerman hết đó. Trời ơi, anh Speakerman của chúng ta quá giỏi, xứng đáng làm đại ca của chúng ta. Người nói linh tinh cái gì vậy? Người mang chiến thắng về cho chúng ta chính là anh G-man siêu cấp, chứ không phải là Speakerman đâu. Và người xứng đáng làm đại ca của chúng ta chính là anh G-man siêu cấp đến từ ngoài vũ trụ. Người đừng có mà ăn nói linh tinh. Đúng đấy, anh G-man siêu cấp của chúng ta mới là người mạnh nhất ở đây. Các người không biết gì thì im mồm đi. Để biết ai mạnh nhất ở đây cũng đơn giản thôi mà. Bây giờ để anh G-man siêu cấp đối với anh Speakerman, ai giành chiến thắng thì người đó làm đại ca. Có thế thôi mà cũng phải cãi nhau nhiều. Đừng để ta cáo lên là ta bắn lát sọ người đấy. Các người nói đúng. Bây giờ ta cũng mạnh không khác gì G-man rồi. Ta cũng muốn lên đại ca. Bây giờ ta và G-man sẽ giao đấu với nhau. Các người sẽ làm trọng tài. Ai giành chiến thắng người đó làm đại ca. Ok, ta sợ ngươi chắc. Speakerman, hãy xem tên lửa của ta đây. Ta sẽ bắn ngươi. Chưa. Chiêu thức của ngươi cũng lợi hại đó. Ta lé được rồi. Hãy xem ta thả bom vào đầu ngươi đây. Chưa. Ta bắn ngươi này, ta bắn ngươi này. Ta cứ bay ở trên trời như thế này thì làm sao mà ngươi tin được ta? Chưa. Ta sẽ bắn đạn pháo vào ngươi. Chưa. Đến G-man kia, bây giờ đến được ta. Hãy xem chiêu thức của ta đây. Chưa. Ái chà, ngươi lé cũng nhanh đấy. Lấy được đạn pháo của ta, nhưng ta sẽ tiêu diệt ngươi thôi. Ngươi định tiêu diệt ta kiểu gì? Ta bay lên lửa trên trời này, ta sẽ ném bom vào đầu ngươi. Chưa, hãy xem ta đây. Chưa, ngươi thấy sự lợi hại của ta chưa? Ngươi cứ đợi đấy. Ta mà bắt được ngươi là ta sẽ tiêu diệt ngươi. Chưa. Được lắm, ngươi cứ bay lên lửa trên trời đi, rồi ta cũng sẽ tiêu diệt ngươi thôi. Hãy đứng lại. Nên G-man kia, hãy đứng lại. Ái chà chà, đạn pháo của ngươi cũng lợi hại đấy. Như lần này ta sẽ tiêu diệt ngươi thôi. Ngươi mắc cây chưa? Hãy xem sức mạnh ta đây. Chưa. Ha. Ngươi đã thấy sự lợi hại của Speakerman ta chưa? Hãy xem đạn pháo của ta đây. Chưa. Bây giờ ta sẽ là đại ca của Skibi Toilet. Thấy chưa? Ta nói mà, người mạnh nhất ở đây chính là anh Speakerman. Wow, thật không ngờ Speakerman hắn ta lại mạnh đến như vậy. Sau khi được khống chế và nâng cấp, hắn ta đã mạnh gấp 100 lần rồi. Các ngươi, bây giờ ta sẽ là đại ca của các ngươi. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm bọn Kamina siêu vũ khí. Từ từ đại ca. Đại ca hãy mang thêm tiến sĩ này đi. Em đã sửa chữa cho hắn ta xong rồi. Bây giờ hắn ta đã hoàn thiện và trở lên lợi hại hơn. Bây giờ hắn ta có thể cùng đại ca đi chiến đấu với bọn Kamina siêu vũ khí rồi. Ái chà, trông hắn ta cũng xịn sò phết nhờ. Sau khi được sửa chữa và nâng cấp, trông hắn ta mạnh hơn rất nhiều rồi đó. Khẩu súng của hắn ta đã được trang bị và không bị lỗi nữa. Ái chà, ngươi còn lắp thêm cho hắn ta cặp loa và máy sưởi cơ à. Bộ chân của hắn ta thì cũng đã xịn sò hơn trước rồi. Được, ta thấy thế này được đấy. Bây giờ chúng ta cùng nhau đi tìm bọn cá mang siêu vũ khí thôi. Thì ra các người trốn ở thành phố này, các người trốn kỹ đấy. Nhưng mà các người
có trốn kỹ đến đâu thì chúng ta cũng sẽ tìm thấy các ngươi thôi. Đại ca, bọn Sở Kỳ Bitonet, bọn chúng tới rồi. Anh em, chúng ta phải cố gắng ngăn cản bọn chúng, không cho bọn chúng làm ảnh hưởng đến TV Girl trong lúc nâng cấp Sở Picker Girl. Với sức mạnh của các ngươi mà đòi ngăn cản chúng ta ư? Hôm nay chúng ta sẽ quét sạch các ngươi, không để cho một tên nào trốn thoát khỏi đây. Có Chi Manta ở đây, kẻ nào dám quét sạch chúng ta sẽ tiêu diệt hết các ngươi. Cho hôm nay ta phải dùng thanh đồ long đao này để chém vỡ hết bồn cầu các ngươi. Cho ha ha ha, với thanh đồ long đao cùn đó mà đòi chém bọn ta ư? Ta sẽ dùng súng tia laser của ta bắn hết các ngươi. Mọi người hãy cố gắng ngăn cản bọn Sở Kỳ Bitonet. Khi Bigun mà nâng cấp xong Sở Picker Gun thì bọn này tuổi tôm, mọi người cố gắng lên tiêu diệt cái bọn Sở Kỳ Bitonet đi. Chờ chờ, này thì tên nhà khoa học nâng cấp này, này thì con gờ man ngoài vũ trụ này, bọn ta sẽ tiêu diệt hết các ngươi. Chờ, cố lên nào Sở Picker Man tương lai. Ôi không, Sở Picker Man bị con nhà khoa học này đẩy lui rồi. Mọi người ơi, không ổn rồi, bọn chúng mạnh quá mà không nâng cấp nhanh chóng là chúng ta sẽ bị tiêu diệt mất. Cố lên nào Sở Picker Man tương lai, tiêu diệt con tinh tinh đi. Ôi hắn ta mạnh quá, Sở Picker Man tương lai không phải đối thủ rồi. Ôi con TV màu xanh, hắn ta đang bắn Sở Picker Man tương lai kìa. Why Sở Picker Man tương lai vì hắn ta hút ra biển rồi. Chi Man, tiêu diệt con Sở Picker Man siêu cấp đi. Chờ, nguy quá, bọn Sở Kỳ Bitonet đến rồi, ta phải nâng cấp Sở Picker Girl nhanh hơn mới được. Chờ, ta thành công rồi, ta nâng cấp thành công Sở Picker Girl rồi. Bây giờ chúng ta nên giải cứu anh Kamen siêu vũ khí thôi. Anh Kamen siêu vũ khí, bọn em tới giúp anh đây. Em đã nâng cấp thành công rồi. Wow, như vậy là TV Girl đã nâng cấp thành công Sở Picker Girl trở thành Titan rồi. Chúng ta có thể đánh bại được bọn Sở Kỳ Bitonet rồi. Các em mau xuống đây để chúng ta cùng đánh đuổi bọn Sở Kỳ Bitonet. Cái what the hell, bọn chúng bây giờ lại có cả Sở Picker Girl Titan nữa. Con này được trang bị rất nhiều loa và khẩu súng tiểu liên lắp ở trên tay. Đằng sau hắn ta còn có cả máy phản lực để giúp hắn ta bay. Trước bụng hắn ta là một cục năng lượng giúp hắn ta mạnh hơn. Tiêu rồi đại ca ơi. Có khả năng chúng ta bị lật kèo mất. Hừ, lật kèo cái đầu người ấy. Chỉ một con Sở Picker Girl Titan làm gì đủ tuổi với ta. Hãy xem, ta tiêu diệt hắn ta đây. Để ta xem, quái vật mới Sở Picker Girl Titan có người mạnh thế nào nào. Ta sẽ tiêu diệt hết. Này thì con Chi Man này, ta sẽ đấm người, ta sẽ bổ người. Này thì con Sở Picker Girl này, ái chà. Con Sở Picker Girl và con Chi Man này khỏe quá. Không ổn rồi, với tình hình này mà ta chiến đấu bọn chúng là ta thua mất. Ôi chà, khói lửa mịt mù quá. Ta phải chạy thôi, chứ không được bị tiêu diệt mất. Đấy cái tên Sở Kỳ Bitonet kia, hãy xem sức mạnh của Sở Picker Girl ta đây. Ta đấm con tinh tinh sắt vụn. Này thì con phản lực này, ta sẽ tiêu diệt hết rồi. Ta bắn cái này, chờ chờ. Con tinh tinh màu vàng bị em tiêu diệt rồi. Này thì tên nhà khoa học này, ta đấm người, ta đạp người, ta bắn người, chờ 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 chờ. Hay quá đại ca ơi, chúng ta đánh bại được bọn Sở Kỳ Bitonet rồi. Ngừng lại đấy, ta sẽ còn quay lại.